Dạ trên. Nhà nào? Dạ trên ạ. Tưởng đây là quả lư. Trước là lư mượn làm thôi. À thế à? Tại có lần em đi lên đây thấy lư mượn trồng ở đây. Họ không làm ấy. Làm cái hết là lư mượn làm. Xin chào toàn thể quý khán giả. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Feng. Hôm nay thì Feng buổi sáng là cùng với anh Sự lên thăm mẹ anh Sự. Nhưng mà do là trời mưa, tắc đường là không đi được. Nên là anh em phải quay về các bác ạ. Quay về thì vừa nãy có lên thăm nhà anh Sai. Đấy, có mang quà, mang gạo này, mang mì này, mang cá mắm này, mang thịt. Đấy, cái phần đấy thì cũng là Feng trích từ số tiền của cô Hằng ở Úc gửi sang cho Feng. Là Feng đã đi sang nhà anh Sai rồi. Thế bây giờ thì quá trưa và quà này đã mua cho nhà mẹ anh Sự rồi nên là không mang về nữa. Feng mang lên nhà anh Sự. Anh Sự bảo là 1-2 hôm nữa thì anh sẽ lên giúp bà là khơi rãnh, bởi vì mưa to, nước và chảy vào nhà. Đó. Thì Feng gửi anh. Đây là mì này, gạo này, cá mắm này, đấy. Với cả sữa này, đấy, đồ đạc đấy, rất là nhiều. Thì cũng mong bác Hằng xem video đấy, bác thông cảm cho Feng, bởi vì đi hai đường, tắc một đường thì lại đi quay lại 30 km nữa, xong đi ngược lên thì lại tắc tiếp, đành phải chịu bó tay, bó chân, bó toàn thân. Anh chắc là anh từ từ nhá, anh kẹp cái này đi. Đấy, xong anh đưa cái này cho em xách cho. Rồi anh cầm ô đi. Anh xách được. Thôi em cầm. Anh cầm được không? Đấy. Như thế. Đây em. Anh đi đi. Đây, gần đây. Thôi em ướt được, đi đi, anh đi trước. Đây, đi. Không. Ướt tí cho mát. Ở trên bản này mưa to quá các bác ạ. Giờ lên nhà anh Sự ăn cơm. Bây giờ đang 12 rưỡi rồi, 1 giờ rồi. Ăn cơm trưa thì Feng xem là nếu mà tạnh thì sẽ đi lên Thượng Lâm. Còn đâu không tạnh thì Feng cũng phải chơi chơi ở bản xong là đi về. Làm tí rau cỏ. Rau xanh nhỉ. Cẩn thận ngã à. Ướt hết rồi các bác ạ. Nhập già tí nhỉ. Non non tí nhỉ. Non non anh. Anh vít cái cành kia vào. Này ai mà không quen mà chịu mưa này là ốm ấy. Vâng. Nhưng mà mình quen rồi nên là không ốm. Cây này là cây đắng cải các bác ạ. Cái kìa anh vít vào, vẫn còn đầy kìa. Đấy anh kéo vào. Vặn được hết rồi. Không bẻ ngọn là được. Bẻ ngọn. Đấy, ngoài. Hết rồi. Hết rồi. Lũng Cáng này địa thế đẹp các bác ạ. Nhà đều là lưng tựa núi. Đấy. Mặt nhìn ra sông suối. Vâng. Trên kia còn cây nữa. Vâng. Họ cũng biết để ăn ấy. Họ cũng biết ăn à? Ừ. Nhìn vết vẫn mới mới nhỉ? Rồi. Ngọn cây gấc cũng thế, cũng ăn được. Rồi. Nhà anh Sự hay có gấc? Ở bụi tre, chả có một dàn dây gấc cả đúng không? Gấc có, nhưng mà bây giờ chưa lên ạ. Cẩn thận ngã nhanh nhé. Chưa mọc. Feng ướt hết rồi các bác ạ. Đôi giày bác Hùng tặng từ năm ngoái vẫn đi. Giày này. Giày này vừa đi trời mưa vừa đi trời nắng được hết. Bác không bị
Bên này anh à. Cẩn thận ngã nha, đây này. Có cái hố to này. Ui, xuống đây là phía sau này. Cây này nó đắng xong nó ngọt hậu. Ăn nó bùi bùi. Cái chính ra cái cây lá ngải ấy, anh Sự ăn cây lá ngải bao giờ chưa? Ngải cứu à? Ừ, ngải cứu ấy. Nó đắng gắt nhá. Nó đắng, nếu các bác nào ăn mà nó tươi thì không nói, nhưng mà để một hôm á nó tái tái thì đắng cực kỳ luôn. Đúng rồi. Để một hai ngày xong là nó héo đi. Thiếu mất ăn đắng ngòm luôn. Đắng ngọt. Ừ. Mặt dưới này anh ơi. Anh Sự. Sùng. Ơi! À anh nữ. Không nhìn giống sùng. Đuổi nhà nhìn giống sùng nhỉ, nhìn mặt giống hệt sùng luôn. Vâng. Anh em đợi xe. Ừ. À xe đấy Enzo quả dùng quả sùng hay sao chứ? Vâng. Ờ thế nào nhìn giống luôn. Đuổi xe. Ừ. Cây đắng cải là một này, cây ngọn đu đủ là hai này. Ăn nó đắng nhưng mà nó bùi xong rồi ngọt hậu, giống như của các bác uống chè. Vâng. Đi. Ướt hết rồi. Vâng. Ướt như chuột rồi các bác. Xin giới thiệu với các bác là Caramel anh Sự. Vâng. Béo. Bây giờ phèo xuống tiêu diệt cây này. Cẩn thận nhá, trơn lắm ấy. Đấy. Nhưng mà cây này nhỉ, cái bìu bìu này này, nhiều có con bọ ở trong ấy nhỉ? Không có, nhưng mà nó bị u ấy. Nó bị u, giống như kiểu ở cây sung ấy các bác, quả sung. Vâng. Các bác bảo tại sao mà Phèng Phèng mà ít khi quay cái mẹt của Phèng Phèng. Một phần bởi vì không có trợ lý, không có Caramel. Không có người quay cho là Phèng cứ tự biên tự diễn. Làm là thực tế nhất. Vâng. Đây à, hái cho nó hết hết non thôi nhỉ? Ờ, mình phải hái hết non, có chết đó, cây này rụng hết rồi. Ừ. Gãy gốc à? Bị sâu già. Nó ăn gãy lửa cái gốc rồi. Vâng. Trời mưa quá không nhổ sắn trộm. Vâng. Đi. Quả này á? Hả? Đây hả? Quả này ăn đen. Ăn đen mồm đúng không? Đen mồm lắm. Ờ. Cái quả này quả mua. Quả mua à? Ờ. Anh ăn bao giờ chưa? Ăn mà, ăn mà mồm đen cước. Đây. Không dám ăn. Mồm đen hết. Hả? Ăn tiếng mồm đen hết. Kệ. Thôi không ăn được. Sao? Không dám ăn mồm đen lắm. Không ăn thì em ăn. Đây. Hai anh em mình cùng ăn nào. Đấy, ăn được mà. Nhưng mà trời mưa. Nước mưa có làm sao không nhỉ? Không có sao này. Có axit nhỉ? Có axit. Hả? Cái mồm đen lắm. Ừ. Ăn ngọt ngọt các bạn. Ừ. Ăn đi. Lưỡi đen hết. Ăn đi ăn. Okay. Anh ăn đi. Ăn đi tí xem lưỡi. Không có mồm. Kiểu nhai trầu á. À. Vâng. Quả này lúc còn bé em chăn trâu ăn suốt. Ăn suốt mà. Đây nhiều nhỉ. Đấy, bây giờ mùa này chín tốt. Nhiều cho các bác. À, bên kia là nhà của em Vân 17 tuổi. Đó, bên đấy. Ừ. Bên kia là nhà của em Lung. Đấy, tí đi qua quay tí các bác ạ. Cũng rất là lâu rồi, đợt trước là chị Bích, chị Kim đấy, các chị ở Canada là giúp là làm nhà đấy. Em phải làm nốt hai quả này. Hả? Anh cầm về tí em ăn. Ừ. Quả này ăn ngọt ngọt mà. Ăn ngọt rồi. Ừ. Từ từ dừng khá à. Một em bảo không ăn chừ em bốc phét từ một tí mồm đen tắt máy đi quạt luôn. Khạp khạp luôn. Quả này ăn thì không giấu được nhỉ.
quả này với quả mít, quả dứa nữa. Ăn thì có mà bốc phét thì còn lâu ai mới tin. Đây nhà bác Quẩy các bác ạ. Trên kia là nhà Báo, nhà anh Sự ở khu này. Anh không biết á? Cái này này. Cái này à? Ừ. Cái này ăn được cơ. Ờ, ăn như nhau mà. Như cái này luôn à? Ừ. Cái này cây mật gấu. Quả quả nhà ai đây? Nhà bác Quẩy. Xin đi. Bác Quẩy ơi. Thì mồm xin thì xin, bác nhưng mà vẫn tay hái thì kệ. À, thế à? Ừ, cứ mồm. Xin bác Quẩy nhá. Ờ, xin bác Quẩy nhá. Bẻ ngọn thôi. Bẻ ngọn luôn à? Ừ, bẻ ngọn đấy, ngọn ăn mà. Ở đây. Cái này à? Ừ. Đấy, bác Quẩy bác bảo cho rồi. À, bác Quẩy còn lâu mới cho. Đây, đây cây này nữa. Đây, đây. Ôi giống nhau mà. Cái kia mình đã hái đủ đâu. Đấy. Này, ăn được à? Ăn được. Này, chưa ăn bao giờ đấy. Ăn xong tí đi dẹo dẹo. Có con sâu à? Con... cái ngọn con to này mới có sâu này. Đây này, đây này, đây này. Cẩn thận nhá. Đấy, cẩn thận. Đây này, đây này, đây này, đây này. Bỏ gió này. Ừ. Bắt cái này, bỏ cái lá đi thôi. Lấy mấy cái lá non anh. Lá non lấy tất à? Ừ, ăn được mà. Chứ mình lá đắng cày cái mình có mấy đâu. Ừ. Cái này có xò gió nhiều á. Đây này anh. Đây này. Đấy. Ừ. Ờ, lại có sâu gió. À, thằng này có sâu gióm ăn mì ăn được nhỉ. Ừ. Sâu gióm là một này, chim này. Nói chung là những cái con gì nó ăn được thì mình ăn được. Vâng. Trừ mỗi một thứ con dê nó ăn được mà mình không ăn được. Nha. Ừ. Lá ngón à? Đúng rồi. Dê có ăn không nhỉ? Dê nó ăn lá ngón bình thường anh. À. Thế mình không ăn được gì? Nhờ món pịa dê là cho nào ăn lá ngón xong rồi ăn cho con dê ăn lá ngón nhá, xong người ta mang mổ, người ta lấy pịa của con dê đấy người ta ăn thì không sao. Vâng. Mồm con dê độc lắm, nó mà ngậm vào cái ngọn cây sắn hoặc cây bù đề còn đâu nó gọc được. À, nó kiểu như độc quá nhỉ. Lưỡi nó. Vâng. Ví dụ anh trồng cây cây vải đi chẳng hạn. Đấy, nó mà đến nó gặm một phát vào ngọn cây vải đấy thì cây vải còn lâu mới mọc được. À thế à. Ừ. Độc thì. Độc lắm. Đây để em chạy xuống nhà lùng tí. Vâng. Đi không? Đi hay đợi em? Đi vẫn được. À, thôi anh cứ cầm ô mà đứng cho nó đỡ ướt. Anh đứng đây đi không đợi em. Ấy. Phèng che cái điện thoại thôi các bác ạ, để cho nó đỡ bị ướt. Đây. Nhà em lùng. Ấy, chưa vào đến nhà đã thấy trẻ con khóc à. Lùng ơi. Ai dù. À. Ui trời, sao đã cởi chuồng thế kia. À. Lung tung phung đâu rồi. Xuống nhà Vân làm gì ấy. À mưa quá. À. À. Thôi anh chạy sang bên nhà kia. À, xem nhà tí. Để ngô nhiều chưa dọn à. Thì kệ thôi. Đây là nhà của em Lùng các bác. Nhà em này làm lỗi đúng cái cửa, hai cửa sổ. Là lúc mà phát hiện ra thì đã làm xong rồi. Đây là nhà của Lùng các bác. Nhưng mà trời mưa em ấy đóng cửa cho gà vịt nó đỡ chạy vào rồi đây. Ngôi nhà rất là to rộng. Rồi đẹp. Nhà em này thì chịu khó chăn gà vịt. Rất là nhiều gà, nhiều vịt này. Đấy, mưa phèn không đi vào nhà nữa bởi vì chân bận quá. Đây. Đó là được ba chị Bích này, chị Kim này, chị Nga tặng gia đình nhà em Lùng một ngôi nhà. Đấy, ngôi nhà mà em Lùng trước kia ở là ở bên kia các bác ạ. Một ngôi nhà đất nó lứt nẻ ra rồi. Đây, cũng được đây đứt toác à. Đằng sau nước còn chảy vào nhà nữa cơ.
Đấy, được các chị giúp làm một cái nhà, bây giờ là ổn định cuộc sống. Đấy, chị đấy, em đấy đó, giờ là chịu khó là làm ăn, chăn nuôi, trồng cấy các bác ạ. Đây, ngôi nhà cũ. Rồi, anh đi lên trên kia đây. Mưa quá, hôm nào anh vào sau nhá. Ừ. Bảo anh, bảo Lùng là anh Phen Phen vừa tới, nhưng mà mưa anh lại đi rồi. Cái hoa đu đủ kia để cho anh nhá. Lúc nào nó có hoa thì để anh lên anh mua. Ừ. Đây các bạn, cây này rất là nhiều hoa, Phen thu hoạch mấy lần. À, cây đu đủ được này, có quả này. À, chào mừng các bác đến với biệt thự Đồi Thông, nhà anh Sự Béo, chuyên gia ẩm thực mì tôm với cả trứng, trứng rán mì tôm và phao câu gà nữa, hai món sở trường. Đấy, nhà anh Sự rất là to đẹp, rộng thoáng, nhưng mà mỗi tội cửa sổ để màu đỏ. đi xuống bếp trước nhỉ, bởi vì nhà sạch lắm các bác này. Này, này tí phải rửa sạch chân tay dép guốc thì mới vào được. Nhà anh Sự quá là sạch luôn. Này, bàn ghế này khang trang giống như nhà ở thủ đô luôn rồi. Đây có điện năng lượng nữa này. À, lấy nước mưa à? Hôm qua sáng nay nó mới rượu. À, dấu rượu à? Vâng. Cái can. Ừ. Chào chị nha. Đây là dẫn nước lạnh vào chứ? Vâng. Một vòi nước lạnh, một vòi nước nóng. Đúng rồi. Cách thủy. Trưng cất. Nấu hết chưa? Xong chưa? Tả. Sao rồi? Người sao? Vợ anh Sự là không biết tiếng phổ thông mấy nhỉ? Không biết. Ờ. Đâu cho xem lại cái sẹo năm nào. Chú Phen sao to con mon này. À. Đấy, chiến tích năm nào đây các bác? Đây. Dâu đây. Ừ. Đây nữa. Như này là quá đẹp rồi. Này lại sinh nhất bản rồi. Tính ra vợ anh Sự nhá, vợ anh Vàng nhá, vợ Lừ nhá. Vợ có Báo nhanh nhẹn nhá. Mấy anh em lấy vợ cực kỳ xinh luôn. Đó thật. Có anh em gì không? Có anh em gì với vợ Vàng hay là vợ Lừ hay là vợ Báo không? Vợ và anh ấy. Ừ. Không ạ. Thế à? Vâng. Mấy ông này một nơi thì khéo chọn nhỉ. Vâng, khéo chọn. Ừ. À, nấu cơm anh ạ. Vâng. Bây giờ mình có rau này với cả có thịt cho các bác ạ. Đây có thịt. Vâng. Em nghĩ là rau này anh thái nhỏ nhưng phải anh phải băm ít thịt này vào. À thế à? Ừ, mình không có băm, nước luộc cá. Băm nhỏ vào hả? Ờ, băm nhỏ trong cái thịt này mình luộc lên mình thả vào. Vâng. Có cần phải lau đầu cho khô không? Không, vâng, vâng. Phải em cửa hang á. ướt quá các bác ạ. Đấy, chắc là chị đấy nấu cơm. Vừa ở bên nhà anh Xài thì bảo là về để ăn cơm. Đấy, chắc là chị nấu cơm bây giờ. Ây à, ây à, bỏng lắm. Được. Ui, canh gì đây? Chịp bao hài rồi. Đây là chắc chắn 100 phần nghìn là cơm gạo đấy. Cực ngon luôn các bạn. Đang đói mà trời lạnh lạnh này ăn cơm gạo nồi gang này tuyệt vời. Rượu sắn thôi. Được bằng này à? Bằng này à? Bằng này nữa à? 20, 40 50 lít. Ừ, 50 lít. Ừ. Miếng này anh treo lâu chưa? Được 2-3 tháng. 2-3 tháng rồi à? Vâng. Miếng này nhìn ngon nhỉ. Úi dồi. Úi dồi. Xẹo thử. Hả? Xẹo thử á? Vâng. Này mới ngon này, trong vắt luôn. Trong vắt. Ừ. Còn miếng da thôi. Ờ. Vâng. Lấy đi, thui thui quá lắm. Thế thì thịt rồi mình lấy một nửa thôi, tí luộc một nửa thôi. Luộc hết nửa mà. Hả? Luộc hết nửa mà. Sợ nhiều quá. Không. Hơn 2 cân. Đấy, nó phải xèo xèo lên đấy.
Chỉ đốt mỗi phần da thôi nhỉ? Vâng. Ngoài trong thịt không phải đốt được. Ừ. Đen xì xì nhỉ? Vâng. Nhìn như gỗ mun. Đây. Cái này mới ngon chứ. À. Nếu mà nó còn đục đục thì không ngon. Vâng, vâng. Nó phải trong vắt như này. Vâng. Phải ngâm một tí cho nó nở ra đúng không? Vâng. Vậy còn nóng á? Vâng. Vàng ươm nhỉ? Vâng, ươm luôn. Được treo phải có một tí đen đen mới ngon nhỉ? Ừ. Phải có mùi khét khét của khói. Vâng. Ừ. Mới ra mùi đặc trưng được. Vâng. Giống như mắm tôm ấy. Vâng. Nó có mùi khẩn khẩn. Nó mới là ngon, mới là đặc trưng được. Vâng. Rửa lần hai thôi nhỉ? Vâng, rửa đi. Rửa xong mang thái. Các bác xem video cứ bảo là ông Phèng Phèng quay làm các bác thèm. Các bác chịu khó ăn trên TV nhé. Hơi dày một tí sao à? Đâu. Rồi. Còn nhỉ? Vâng. Thực ra là mình treo như này mình ướp muối nó đã chín rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thui qua là đã chín rồi. Này là ăn được rồi ấy. Tí nó xào qua nóng lên là ăn được rồi. Đấy, các bác thấy bì sực phát nha. Giòn tan luôn. Ý, mỡ cắt. Cực đấy, ui đủ. Ui đủ. Này, nước dãi, nước dề chảy lòng tán, lòng tọc hết cả. Đấy. Này nó không ngấy một tí nào luôn các bác ạ. Nó bùi. Miếng này có vẻ nhìn đậm hơn nhỉ? Vâng, bên cạnh ấy. Này ăn với mén mén. Vâng. Quá ngon. Mà chẳng phải mén mén đâu, cơm bây giờ cơm trắng nồi gang kia thì tuyệt vời luôn. Vâng. Anh không làm nhanh em thèm lắm. Cho nó khô nước đã. Một đĩa. Ăn này được cơm lắm. Một miếng này ăn được bát cơm luôn. Ở dưới xuôi các bác có hành tây hoặc cần tây ấy. Các bác cắt vào đây. Mọi người thì không có nhiều lắm. Đây chỉ có thịt thôi. Chỉ có rau thôi, không có rau xanh. Vẫn có mỡ nhỉ? Mỡ. Cái này một tí nữa là mỡ ra hết sạch luôn. Mình đảo nhiều là nó cũng ra mỡ. Vâng. Lại thành tóp mỡ, lại không ngon. Đúng một đĩa rồi. Đấy, nhiều lắm.
thịt vai đấy. Hôm nay không có thịt chân giò các bác, thịt vai. Em nghĩ là anh Sự ạ, anh cắt ra một nửa để luộc thôi, còn một nửa thì anh để tối anh xào, tối anh rang cả nhà ăn. Mình có thịt treo kia xào rồi, mình chỉ luộc một phần thôi anh ạ. Làm bé bé cho chín nhanh, to to chín lâu lâu nhỉ anh nhỉ. Mình lấy một nửa thôi nha, lấy một nửa. Thịt lợn vùng cao thì miễn chê rồi các bác ạ. Ngon rồi, lợn đen. Luộc miếng này. Miếng đấy thì đỡ mỡ hơn một tí. Anh Sự đừng có vâng với em đâu. Em tổn thọ lắm. Không nói cái gì anh cũng vâng. Được rồi anh ạ. Làm hai miếng đấy, lại vâng rồi đấy, còn bằng kia để tí mình ấy bằng này đi, không nhiều quá, để cái này để xào để còn ăn cơm chứ, mai mưa gió này đâu đấy, cho vào đấy anh ạ. Xong là tí mình lấy nước mình nấu canh luôn. Anh chọc mình cắt nhỏ này nhanh chín rồi mà. Chín rồi anh ạ. Chín rồi anh ạ. Bây giờ vớt ra để anh lấy dao đây cắt thử miếng là biết. Cắt thử miếng này. Cắt ra. Chín nữa này nhỉ. Chín đâu rồi. Này nha. Người tái vừa thổi phù phù ấy. Bỏng mình rồi. Vâng. Thái không kiệt sĩ nhé. Thái không kiệt sĩ. Thái kiểu nhà giàu. Em nghĩ không cần phải nhỏ lắm đâu mà, cứ to to mà. To to một tí nhá. Thái thịt thì thái không kẹt xỉ mà thái rau kẹt xỉ thế. Thái to mọi người. Đấy đúng rồi. Thái như thái rau lợn. Như rau lợn thật đấy. Tí thả xuống nước nục thịt. Đây là cây đắng cải này cộng với cả cây mật gấu các bác. Anh Sự anh ấy còn đang nghi ngờ cái cây mật gấu này chưa ăn được. Chưa ăn bao giờ. Đấy, không ăn được. Ăn đi không sao đâu. Ăn xong mai này cứ đi tìm cây đấy vặt. Vặt trụi cây nhà ông Quẩy. Chắc ông Quẩy không biết ăn hay sao nhỉ? Ông Quẩy chắc chưa biết. Chồng ở cổng nếu mà không biết ăn. Không biết. Này. Cho ít thôi. Ăn mì chính. Cho một tí thôi anh ạ. Được rồi. Nước thì ngọt thịt này nó ngọt rồi mà. Vâng. Ý, ngon chưa các bác? Đây mới có canh nhạt, chưa có canh đắng của mình. Anh Sự à? Vợ anh Sự tên là Chúa đấy các bác ạ.
Sự Chúa. Sự Chúa. Tên rất là ác. Đây, ngôi nhà của anh Sự các bác, bàn ghế rất là sạch sẽ. Dâu anh ấy đủ trả này. Nỉa ti nằm mỏ à? Ờ. Ờ. Nỉa ti nằm mỏ. Mới bắt được sóng. Nỉa ti ti lò. Nỉa ti ti nào? Là gì? Anh chị. Ti lò là anh. Ti lò là anh. Ti lò anh. Nỉa ti ti nào? Nằm mỏ à? Ờ. Ừ. À, đây các bác, đây có siêu phẩm đến từ vùng cao. Đây, vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực luôn. Thịt treo gác bếp các bác nhá. À. Ít quá còn tí tí nữa. Rất là ngon này. Tiếp tục là cũng là siêu phẩm đến từ chợ vùng cao. Thịt lợn đen. Đó. Đây là món canh truyền thống của bà con vùng cao. Canh nhạt. Canh nhạt, không có mắm muối mì chính gì cả. Đây là siêu phẩm. Lá cây đắng cải với cả cây mật gấu. Đây. Cực cay, đỏ chót chót ra. Ớt. Rồi mời các bác ăn cơm nhá. Đây cơm là với vợ con, chồng anh Sự. Con mời các bác cơm nhá. Ừ. Hay chú xem ấy, anh Long muộn tí rồi. Đấy, anh Long là chờ từ lúc 1 giờ giờ 2 giờ mới ăn cơm. Đi trên nhà ngoài nhưng mà tắt đường. Đi lên nhà mẹ anh Sự nhưng mà đi lên đến nửa đường tắt đường. Đi tắt đường hay quay về lại. Vâng. Đi tiếp là lại tắt đường tiếp xong đi về. Vâng. Xong rồi về đi sang nhà anh Sài này. Anh Sài. Sài nhỉ. Vâng. Anh Sài này. Đó là về đến tiếp tục làm mới về nhà anh Sự. Đây. Vâng. Con em. Đây, chú Phan. Này, tóc hơi dài rồi. Cháu xin. Giống mẹ nhỉ, nhưng mà tóc hơi dài rồi, anh vâng. Phải bấm cái tóc cho nó đỡ chọc vào mắt đi. Vâng. Nó chọc vào mắt như thế nó nháy. Vâng. Ừ. Đây, bác Long này bác bấm cho cái mái vâng. Đi cho nó đỡ bị ấy vào mắt, chọc vào mắt đúng không? Vâng. Trẻ con là tóc nó mái nó chọc vào mắt như này nó vâng. Nó nhanh vâng. Vâng. Đồ để bên nhà xính. Vâng. Đúng không anh Long? Mấy trẻ con mà tóc nó vào mái kia nó nó chọc vào mắt vâng. Nó nháy. Thôi mời các bác ăn cơm đi. Rồi phèn nha. No à. Đây, review cho các bác món thịt lợn ấy rang cháy cạnh. Cắn một miếng phát là mỡ nó túa ra hai bên. nó. Đấy. Đây, mời các bác nhá. Còn qua này. Phèn nhá. Mời chồng nhá. Mất lòng nhá. Mời các bác nhá. Mời các bác ở trên kênh của em. Con bữa cơm chưa muộn. Ngon quá. Ừ. Anh Sự. Vâng. Review cho bác món này, miếng này. Cảm ơn nha. Ừ. Anh Long ăn đi anh không? Ý là anh Sự review cho các bác. Vâng. Nào ăn cho các bác. Ăn nó phải ăn đấy. Mỡ nó phải chảy. Ui giời ơi. Ăn cả miếng. Ngon lắm. Ngon không? Thịt nhà mình là phải ngon chứ nhở. Ngon lắm các bạn. Canh này ngon này. Canh đắng. Canh đắng. Canh đắng với nước thịt. Vâng. Anh Sự ăn thử đi em. Ngon lắm. Ăn thử cái cây đá cái gì em? Đá đá mật gấu. Mật gấu anh Long. Cây đắng cải thì ăn rồi nhưng cây mật gấu chưa ăn. Từ mai anh cứ đi qua anh bạc trèm. Vâng. Cứ mồm à bác quẩy cháu xin đi ná nhá tay bạc thôi. Ông ấy ấy không ừ thì kệ ông ấy. Bác không ở nhà nhưng mà xin trước rồi nhỉ. Mình cứ xin thế cứ động tác xin thế. Vâng. Rồi phèn mời các bạn cơm đấy nhá. Ngon chưa?